Số liệu chính thức của chính phủ Anh công bố ngày 5 tháng 1 cho thấy cứ 20 người Anh thì có hơn một người mắc COVID-19. Đây là tỷ lệ cao nhất được ghi nhận kể từ khi đại dịch bùng phát tại xứ sở sương mù. Các số liệu trên được đưa ra khi chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố nới lỏng các quy định xét nghiệm đối với những người mắc COVID-19 không triệu chứng ở vùng England. Theo đó, kể từ ngày 11 tháng 1, những người có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng sẽ phải tự cách ly ngay lập tức mà không cần xét nghiệm PCR.